Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S275. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái team này họ đánh như thế nào nha anh em ơi. Bên 12. Alo luôn. Bên 12 vừa có đánh nhau xong. Kìa nó qua kìa. Qua. Nhanh lên. Rồi, farm hai khu luôn. Đâu? Một á. Quân nhân của Hà. Có võ đang, bên kia nha, võ đang bên kia nha. Đủ quá. Lát rồi. Ê, đường môn kìa, đường môn. Đường môn. Đường môn võ đang bản từ từ có kêu qua lụm luôn. Ừ. Đi. Ôi đông. Chạy. Về mưa nè. Em giết được một đứa. Ê, nó qua kìa. Mình dạ. Ừ, ngon. Có rồng nha. Mua hết đồ rồi, nhân gì? Hồi máu cái. Chưa. 13 có ai không? Bảo kích đi. Xe luôn.
Thiên nhẫn, thiên nhẫn. Đập luôn, đập luôn, đập luôn, đập luôn. Từ 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 từ. Hỏi thẳng. Cho bao nhiêu? Quá đủ bí kiếm rồi. 90. 64. 64. Tiêu giao cái bàn. Tiêu giao cái bàn với gì ạ? Thiên Sơn. Ngon. Đứng gần là năm quá. Ờ đứng đây luôn. Ờ có bắt đầu rồi. Cái gì đó. Thiếu lâm con lâu hả? Chạy dưới rồi có phẩm khóa rồi. 6 khóa, 6 khóa nha. Ủa rộng 18 khóa nha. Bây giờ thằng nào bắt em chết luôn á. Đây đang lành không chịu. Lâu quá mẫu luôn quá mừng. Lát quá. 7 phải không? Không không không. À con ba đào. Được. Đang nguyên đám luôn rồi. Về về về. Từ từ đang đi, đang đi, đang đi, đang đi. Ừ có rồng nha.
Nếu chết. Đúng. Nếu chết. Ê, có con nghe. Máu dưới nha. Sao loạn đang loạn rồi. Ê con cho bạn con cung luôn lại nhá. Mấy còn mấy tem nào, bốn tem phải không? Ừ, một đá học sinh. Cung lô ngon. Để em chạy kiếm thêm coi tê còn tên dụng. Cung lô luôn. Hai con cung lô, một con tiêu dao. Quá sao ngay vậy? Anh Thuyền. Thuyền nhậu thế hả? Ờ, à, chắc nó treo nãy giờ. Đứng một luôn đi.
Let's escape the gray and let the colors rain. Đi. 7. Cú lốc cú lốc. Xong. Hai. Còn lên lên luôn cũng được. Còn cái học sinh là để giỡn thôi chứ. Giỡn à, còn có con... còn còn con luôn, còn con luôn. Quýnh quýnh đúng rồi. Thôi má nha. Rớt mạng rồi. Giết thôi, giết ăn luôn. Có chuyện đây. Con đéo rớt mạng đâu. Đó. Ê, còn con không? Con tiêu dao. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Bye bye. Và cảm ơn anh Lion King đã gửi video đến kênh MV. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh MV của mình. Đừng quên nhấn vào chung cái nút cái chung cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.